Kính thưa quý vị, Trung Quốc cấm tàu cá nước ngoài ở Biển Đông. Tin từ Hải Nam, nhà cầm quyền Bắc Kinh qua tỉnh Hải Nam đã ra quyết định cấm tàu đánh cá các nước ngoài hoạt động trong khu vực thẩm quyền của tỉnh này, chiếm đến 2/3 Biển Đông. Lệnh ngang ngược vừa kể có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, không được loan báo rầm rộ, mang tính đe dọa và thách thố như khi Bắc Kinh tuyên bố vùng phòng không trên vùng biển Hoa Đông, bao gồm khu vực quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản. Lệnh cấm trên được nhà cầm quyền tỉnh đảo Hải Nam lặng lẽ đưa ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2013, được truyền thông địa phương loan báo ngày 3 tháng 12 năm 2013, trong tính cách thông tin về các quyết định của nhà cầm quyền thực thi luật lệ ngư nghiệp. Theo đó, lệnh cấm tàu cá ngoại quốc bao trùm khu vực lên đến 2 triệu km vuông của Biển Đông mà nếu không được nhà cầm quyền Trung Quốc cấp phép sẽ bị bắt, tịch thu tài sản và phạt vạ. Tin này từng được Diễn đàn Quốc phòng Á Châu-Thái Bình Dương, tức Asia Pacific Defense Forum, nêu ra trong bản tin phân tích thời sự ngày 18 tháng 12 năm 2013, rồi tổ chức thông tin độc lập Washington Free Beacon mang ra bình luận lại ngày 7 tháng Giêng năm 2014. Đến nay, vẫn không thấy phía nhà cầm quyền Việt Nam bình luận gì. Theo luật lệ Trung Quốc, tàu đánh cá ngoại quốc vi phạm ngoài hải sản bị tịch thu còn có thể bị phạt số tiền lên đến 82.600 Mỹ Kim. Trong một số trường hợp, tàu đánh cá và ngư dân nước ngoài còn bị tịch thu và bắt giữ. Tuy lặng lẽ ra quyết định như cái lệnh trên này có vẻ rõ rệt nhất từ trước đến nay mà Trung Quốc đưa ra đối với các vùng biển đánh cá đang có các tranh chấp với các nước trong khu vực phía Nam, đặc biệt là Việt Nam và Phi Luật Tân. Ngày mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng năm 2014, tàu kiểm ngư Trung Quốc đã đuổi bắt hai tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân Việt Nam bị khống chế, bị hành hung, ngư sản đánh được bị cướp, mọi thứ trang bị trên tàu đều bị phá hủy. Tổng cộng tài sản của hai tàu bị thiệt hại ước tính trên dưới 800 triệu đồng. Theo ý kiến ông John Tacit, một cựu viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trên Washington Free Beacon rằng Bắc Kinh nhấn thêm một bước nữa ra bên ngoài cái vạch chính đoạn lưỡi bò, mơ hồ khi truyền bá các quyết định địa phương Hải Nam để xem phản ứng của các nước là gì. Tuy không thấy Hà Nội nói gì về quyết định cấm đánh cá của tỉnh đảo Hải Nam trên Biển Đông, nhưng người ta thấy những ngày gần đây, một số báo chính thống của chế độ ca ngợi cuộc chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tháng Giêng năm 1974. Điều bất bình thường này khiến nhiều người đặt nghi vấn về dụng ý của chế độ Hà Nội.